Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình trước những biến động lớn về địa chính trị và kinh tế, nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi và một số nền kinh tế mới nổi khác đã không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng, không chỉ dừng lại ở mục tiêu hợp tác kinh tế và chính trị. BRICS giờ đây đang hướng đến thách thức trực tiếp vào hệ thống tài chính toàn cầu mà Mỹ nắm giữ, với tâm điểm là hệ thống petrodollar. Đây được xem như tử huyệt của Mỹ, một trụ cột quan trọng giúp duy trì sức mạnh của đồng đô la Mỹ và ảnh hưởng kinh tế của Washington trên toàn cầu. Nếu bạn quan tâm đến những chuyển biến này và muốn tiếp tục theo dõi những diễn biến quan trọng sắp tới, đừng quên like và subscribe Ghiền Địa Lý ngay hôm nay. Hãy để lại bình luận về ý kiến của bạn. Liệu BRICS có thể thực sự làm lung lay vị thế của Mỹ? Nhấn 1 nếu bạn tin là có, hoặc 2 nếu bạn nghĩ rằng hệ thống tài chính do Mỹ kiểm soát sẽ vẫn giữ vững. Chúng tôi rất mong chờ những ý kiến của bạn. Trong bối cảnh quản trị kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp, người ta không ngừng so sánh BRICS với các nhóm kinh tế hàng đầu như G20 và G7. Khi khối này mở rộng, gần 1/3 G20 sẽ bao gồm các thành viên BRICS, làm gia tăng tiếng nói của các nền kinh tế mới nổi trên trường quốc tế. G20 tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu, trong khi G7 thiên về định hướng chính sách cho các nước phát triển. BRICS với sứ mệnh đại diện cho các quốc gia thường bị bỏ qua trong các diễn đàn lớn, đóng vai trò như cầu nối thúc đẩy một hệ thống kinh tế công bằng hơn. Trong khi Mỹ và phương Tây từng xem BRICS chỉ như một khối lỏng lẻo, liên minh này đang dần trở thành đối trọng chiến lược. Không chỉ sở hữu nguồn lực dồi dào, BRICS còn thu hút sự quan tâm của hơn 40 quốc gia muốn gia nhập. Điều này thể hiện khát vọng tìm kiếm một trật tự kinh tế mới ngoài sự chi phối của phương Tây. Một trong những yếu tố mang lại lợi thế cho BRICS là quy mô dân số khổng lồ và tiềm năng kinh tế mạnh mẽ. Với dân số gấp 5 lần G7, BRICS đại diện gần một nửa dân số toàn cầu, tạo ra không chỉ lực lượng lao động dồi dào mà còn thị trường tiêu thụ rộng lớn. Bên cạnh đó, BRICS đã vượt G7 về tổng tài sản và GDP theo sức mua tương đương PPP. Các nền kinh tế đầu tàu như Trung Quốc và Ấn Độ đóng vai trò quyết định trong sự nổi dậy của BRICS. Trung Quốc với GDP hơn 18.000 tỷ đô la Mỹ là công xưởng của thế giới và đang dẫn đầu trong đầu tư toàn cầu và công nghệ cao. Ấn Độ với tốc độ tăng trưởng vượt bậc, nổi tiếng về công nghệ thông tin và dịch vụ, cùng dân số trẻ và lực lượng lao động năng động. Trong khi đó, Brazil là cường quốc nông nghiệp lớn và cung cấp tài nguyên quan trọng. Còn Nga sở hữu nguồn năng lượng dồi dào, có ảnh hưởng lớn trong ngành năng lượng toàn cầu. Những yếu tố này khiến BRICS từ các nền kinh tế mới nổi thành những thế lực chủ chốt trên bản đồ kinh tế quốc tế. Sự hấp dẫn của khối BRICS thể hiện rõ qua làn sóng các quốc gia muốn gia nhập. Việc mở rộng này không chỉ củng cố tầm ảnh hưởng của khối mà còn đặt nền móng cho một hệ thống kinh tế toàn cầu đa cực. Có khả năng lớn, BRICS đang xây dựng một mạng lưới quốc gia rộng lớn và đa dạng, có khả năng định hình lại cấu trúc kinh tế thế giới trong tương lai gần. Tại hội nghị BRICS tại Kazan, Nga, các thành viên BRICS sẽ thảo luận về việc mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ và thúc đẩy hệ thống tài chính toàn cầu mới, không phụ thuộc vào phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ đề xuất một hệ thống thanh toán thay thế dựa trên kim loại quý và đồng tiền phi đô la. Mục tiêu là giảm thiểu rủi ro từ các lệnh trừng phạt và gia tăng khả năng tự chủ tài chính. Đặc biệt, sự xuất hiện của Iran trong hội nghị bên cạnh các thành viên mới trong khối BRICS như Ả Rập Saudi và UAE cho thấy nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng sang các khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Iran đang đối đầu với các lệnh trừng phạt nặng nề của Mỹ, sẽ cùng với Nga và các quốc gia dầu mỏ thảo luận về việc sử dụng đồng tiền thay thế cho các giao dịch dầu mỏ. Ả Rập Saudi và UAE giờ đây đang tìm kiếm những lựa chọn mới ngoài liên minh và phương Tây. Họ không chỉ tham gia BRICS mà còn mở rộng hợp tác với Nga và Trung Quốc, đưa cuộc đối đầu này trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. BRICS nhắm đến tử huyệt của Mỹ. Hệ thống tài chính được ví là tử huyệt của Mỹ chính là petrodollar. Đây là hệ thống tài chính quốc tế mô tả việc thanh toán dầu mỏ bằng đồng đô la Mỹ. Hệ thống này được hình thành vào đầu thập niên 1970 thông qua một thỏa thuận giữa Mỹ và các quốc gia sản xuất dầu lớn, đặc biệt là Ả Rập Saudi. Theo thỏa thuận này, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC quyết định niêm yết giá dầu bằng đô la, tạo ra một nhu cầu toàn cầu ổn định đối với đồng tiền này suốt 50 năm qua. Hệ thống này không chỉ giúp Mỹ duy trì nhu cầu toàn cầu với đồng đô la, mà còn cho phép in tiền không giới hạn mà không gây lạm phát nội địa, nhờ việc các quốc gia khác phải tích trữ đô la để mua năng lượng. Với hệ thống petrodollar, các nước nhập khẩu dầu buộc phải dự trữ một lượng lớn đô la Mỹ để thanh toán cho giao dịch dầu mỏ, giúp củng cố vị thế của đô la Mỹ không chỉ trong lĩnh vực năng lượng, mà còn trong các giao dịch thương mại và tài chính quốc tế khác. Doanh thu từ dầu mỏ của các nước OPEC thường được tái đầu tư vào tài sản tài chính của Mỹ, đặc biệt là trái phiếu chính phủ.
giúp Mỹ duy trì thâm hụt ngân sách mà không gặp áp lực tài chính nặng nề. Nhờ hệ thống petrodollar, Mỹ có khả năng sử dụng hệ thống tài chính quốc tế và đồng đô la Mỹ làm công cụ trừng phạt đối với các quốc gia đối đầu. Cụ thể, hiểu đơn giản hơn về tầm quan trọng của đồng đô la như thế này. Bạn muốn mua rượu từ Pháp, đồng từ châu Phi hoặc thiết bị điện tử từ Nhật Bản, nhưng thay vì phải đổi sang các đồng tiền khác nhau, bạn chỉ cần trả bằng đô la Mỹ. Điều kỳ diệu là in ra những tờ đô la này gần như không tốn chi phí, trong khi các quốc gia khác sẵn sàng chấp nhận chúng. Lý do rất đơn giản, họ cần dự trữ đô la để ổn định nền kinh tế của mình và thực hiện các giao dịch quốc tế. Đây chính là quyền lực kinh tế đặc biệt mà Mỹ nắm giữ. Sau Thế chiến thứ hai, Mỹ nổi lên như một siêu cường kinh tế toàn cầu, trong khi hầu hết các quốc gia khác như Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Mỹ không chỉ giữ được sức mạnh kinh tế mà còn phát triển vượt bậc nhờ nhu cầu sản xuất vũ khí và hàng hóa. Kết thúc chiến tranh, Mỹ sở hữu nền kinh tế mạnh nhất thế giới và đồng đô la trở thành đồng tiền đáng tin cậy nhất trên thị trường quốc tế. Các nước bắt đầu dự trữ đô la trong ngân hàng trung ương của mình để ổn định tiền tệ và tiến hành thương mại quốc tế. Điều này biến đồng đô la thành trung tâm của mọi giao dịch và kể từ đó, Mỹ có thể nhập khẩu hàng hóa từ khắp nơi mà không cần phải xuất khẩu tương đương. Đổi lại, các quốc gia khác nhận được những tờ đô la, bản chất chỉ là giấy in, nhưng lại phải cung cấp hàng hóa và tài nguyên thật. Một trong những lý do giúp đồng đô la giữ được vị trí này là niềm tin vào sự ổn định của nó. Ngay cả những quốc gia không thân thiện với Mỹ cũng phải tích trữ đô la để bảo vệ nền kinh tế của mình. Đồng đô la đã ăn sâu vào hệ thống tài chính quốc tế đến mức các nước khó có thể nhanh chóng chuyển sang một đồng tiền khác mà không gây ra xáo trộn lớn. Vì sao chưa có liên minh nào dám lật đổ hệ thống petrodollar? Thách thức hệ thống petrodollar không chỉ đơn giản là quyết định kinh tế, mà còn là một hành động nguy hiểm mang tính sống còn với những quốc gia dám đứng lên chống lại đồng đô la Mỹ. Những trường hợp của Iraq và Libya là minh chứng rõ ràng cho cái giá phải trả khi đụng đến trụ cột tài chính này. Vào đầu những năm 2000, Tổng thống Saddam Hussein của Iraq tuyên bố sẽ chuyển đổi thanh toán dầu từ đô la Mỹ sang euro. Đây không chỉ là một hành động kinh tế mà còn là lời thách thức trực tiếp đến hệ thống tài chính của Mỹ, vốn dựa trên đồng đô la trong giao dịch năng lượng toàn cầu. Động thái này đã nhanh chóng dẫn đến cuộc xâm lược Iraq năm 2003 do Mỹ dẫn đầu. Sau khi bị lật đổ và bắt giữ, Saddam Hussein đã phải trả giá bằng án tử. Tại Libya, Tổng thống Muammar Gaddafi đã đưa ra kế hoạch phát hành đồng dinar vàng nhằm tạo ra một đồng tiền chung cho châu Phi, giúp các quốc gia thoát khỏi sự phụ thuộc vào đồng đô la và franc của Pháp. Nhưng tham vọng này đã kéo theo sự can thiệp quân sự từ NATO vào năm 2011, dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Gaddafi và cái chết bi thảm của ông trong cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập. Libya sau đó rơi vào nội chiến và hỗn loạn, mất đi sự thịnh vượng trước đây. Những sự kiện này minh chứng cho một thực tế phũ phàng. Mỹ không ngần ngại dùng mọi biện pháp từ trừng phạt đến can thiệp quân sự để bảo vệ hệ thống petrodollar, thứ đã giúp duy trì sức mạnh của nền kinh tế Mỹ trên toàn cầu. Bất kỳ quốc gia nào dám bán dầu bằng đồng tiền khác ngoài đô la đều đối diện với sự trả đũa khốc liệt. BRICS dám thách thức Mỹ để phi đô la hóa bằng cách nào? Các quốc gia như Trung Quốc và Nga không muốn bị phụ thuộc vào đồng đô la và muốn tạo ra một hệ thống tài chính mới. Nga đã yêu cầu các nước mua khí đốt của mình bằng đồng rúp, giảm dần sự phụ thuộc vào đô la Mỹ và euro trong các giao dịch xuất khẩu. Trung Quốc đã ký thỏa thuận với Ả Rập Saudi để mua dầu bằng nhân dân tệ, làm lung lay thêm vị thế độc tôn của đô la Mỹ trong giao dịch dầu mỏ. Ấn Độ đã bắt đầu nhập khẩu dầu từ Nga bằng đồng rupee, tránh được các lệnh trừng phạt liên quan đến đồng đô la. Những động thái này làm giảm nhu cầu về đô la Mỹ trên thị trường quốc tế, gây áp lực lên khả năng duy trì sức mạnh của petrodollar. Ngoài ra, các thành viên đang thảo luận về việc tạo ra một đồng tiền chung để định giá hàng hóa và dịch vụ, đặc biệt là năng lượng. Mặc dù đồng tiền này chưa chính thức ra đời, sáng kiến này cho thấy nỗ lực phá vỡ sự phụ thuộc vào đô la Mỹ. BRICS còn phát triển một hệ thống thanh toán quốc tế độc lập để bảo vệ các thành viên trước lệnh trừng phạt của Mỹ. Đây là biện pháp nhằm đối phó với hệ thống SWIFT do phương Tây kiểm soát và cho phép giao dịch hiệu quả hơn giữa các thành viên khối. Các quốc gia như Ả Rập Saudi và UAE đã gia nhập BRICS, tạo thêm động lực cho nỗ lực thoát khỏi petrodollar. Nếu các nước xuất khẩu dầu lớn chuyển sang thanh toán bằng nội tệ hoặc đồng tiền chung BRICS, điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào hệ thống tài chính mà Mỹ đang thống trị. Mỹ thống trị G7, còn ai dẫn đầu BRICS? Mặc dù không tuyên bố công khai, nhưng trên thực tế, cả Nga và Trung Quốc đều giữ vai trò chi phối trong hai liên minh quan trọng của họ. Tất cả đều ngầm hiểu, Trung Quốc giữ vai trò trung tâm trong BRICS, còn lại Nga là đối thủ đang khiến phương Tây lúng túng. Trung Quốc với GDP 18.000 tỷ đô la Mỹ là quốc gia duy nhất có khả năng thách thức kinh tế của Mỹ ở quy mô toàn cầu. Khoảng cách giữa hai nền kinh tế này đang nhanh chóng thu hẹp
và nhiều chuyên gia dự đoán Trung Quốc có thể vượt Mỹ vào cuối thập kỷ này nếu duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại. Sự trỗi dậy mạnh mẽ này càng ấn tượng khi chỉ 50 năm trước, Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Ấn Độ dù có tốc độ tăng trưởng mạnh, nhưng vẫn phải đối mặt với những hạn chế về dân số và bất bình đẳng xã hội, khiến quốc gia này khó đạt đến quy mô kinh tế của Trung Quốc trong tương lai gần. Brazil dù có thế mạnh về năng lượng và tài nguyên, cũng chưa đủ tầm ảnh hưởng để cạnh tranh với nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc. Dù BRICS và G7 hoạt động như những tổ chức ngoại giao, thực tế chỉ có Mỹ và Trung Quốc mới là hai người chơi chính. Thế giới đang chuyển mình sang một trật tự G7, nơi hai cường quốc vừa cạnh tranh vừa hợp tác để định hình tương lai quốc tế. Với GDP khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ, Nga không phải là một thế lực kinh tế ngang tầm với Mỹ, vốn có GDP hơn 24.000 tỷ đô la Mỹ. Nhưng Nga hiện tại chủ yếu dựa vào sức mạnh năng lượng và quân sự, khiến Mỹ và các đồng minh lao đảo. Trong cuộc đối đầu với phương Tây, Nga không chỉ tận dụng sức mạnh quân sự mà còn khai thác triệt để đòn bẩy năng lượng và tài chính. Thay vì ngừng cung cấp khí đốt ngay lập tức, điều có thể làm mất lòng tin các đối tác quốc tế. Nga áp dụng chiến lược tương kế tự kế, khiến EU tự áp đặt các biện pháp cấm vận và tự gánh chịu hậu quả. Sau 3 năm, các nước châu Âu vẫn phụ thuộc vào năng lượng Nga. Một số quốc gia như Pháp công khai tiếp tục nhập khẩu LNG từ Nga. Với lượng nhập khẩu tăng dần, các nước khác như Hy Lạp, Phần Lan và Thụy Điển dù tuyên bố ủng hộ cấm vận nhưng vẫn ngấm ngầm nhập khẩu. Tổng lượng nhập LNG vào EU đã tăng 18% trong nửa đầu năm 2024, bất chấp các lệnh cấm vận. Chiến lược của Nga đã đẩy EU vào tình thế khó khăn, buộc các quốc gia phải lựa chọn giữa chính trị và lợi ích kinh tế. Đức là minh chứng rõ nhất. Từ chỗ hợp tác năng lượng thuận lợi với Nga, Đức đã loại bỏ nguồn khí đốt giá rẻ, dẫn đến suy thoái kinh tế sâu sắc. Hàng loạt công ty phá sản hoặc chuyển sản xuất ra nước ngoài và ngay cả tập đoàn Volkswagen cũng đang cân nhắc đóng cửa nhà máy trong nước để giảm chi phí. EU hiện đối mặt với bài toán sinh tử. Khí hóa lỏng LNG từ Mỹ và Na Uy không chỉ đắt đỏ mà còn thiếu ổn định. Đây là mùa đông thứ ba EU cố gắng cai nghiện năng lượng Nga, nhưng nhiều nước đang phải quay lại nhập khẩu từ Moscow. Liệu BRICS có đe dọa vai trò bá chủ của Mỹ và đồng đô la? Theo nhà kinh tế học nổi tiếng Richard Schwartz, BRICS không chỉ đơn thuần là một tập hợp các nền kinh tế mới nổi mà còn đang làm lung lay trật tự toàn cầu do Mỹ dẫn dắt. Schwartz cho rằng phương Tây đã phạm sai lầm khi xem nhẹ BRICS, coi đây như một hiện tượng tạm thời. Thực tế, liên minh này đang chứng tỏ sức mạnh của mình và hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống toàn cầu mới, nơi không còn sự thống trị của phương Tây và đồng đô la Mỹ. Các quốc gia trong khối BRICS đều có lịch sử chịu thiệt thòi dưới sự áp đặt của các tổ chức như IMF và WTO, nơi các quy tắc thương mại được thiết lập để bảo vệ lợi ích của các quốc gia phương Tây. Nhiều thành viên của BRICS từng là thuộc địa của châu Âu, nay đang đồng lòng thúc đẩy một trật tự mới dựa trên công bằng và hợp tác đa phương. Điểm mâu thuẫn lớn nhất giữa BRICS và G7 chính là sự khác biệt về cách nhìn nhận quyền lực toàn cầu, trong khi Mỹ và các đồng minh phương Tây muốn duy trì sự thống trị và trật tự đơn cực. BRICS lại tập trung xây dựng một hệ thống đa cực, nơi quyền lực được phân tán và các quốc gia có thể phát triển độc lập mà không bị kiểm soát bởi một nhóm cường quốc. Richard Schwartz nhấn mạnh rằng, nếu Mỹ và G7 tiếp tục phớt lờ những thay đổi này, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất đi vị thế mà họ đã nắm giữ kể từ sau Thế chiến II. BRICS đang từng bước chứng minh rằng thời đại bá chủ của phương Tây không thể kéo dài mãi mãi. Nếu đồng đô la Mỹ mất vị thế trung tâm trong thương mại toàn cầu, Mỹ sẽ đối mặt với những tổn thất nghiêm trọng, không còn khả năng in tiền thoải mái mà không lo ngại lạm phát. Mỹ sẽ phải chịu áp lực nợ công và lãi suất cao hơn khi các quốc gia khác ngừng mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Hàng hóa nhập khẩu sẽ trở nên đắt đỏ, gây ra lạm phát mạnh, làm giảm sức sống của người dân, đặc biệt là tầng lớp trung lưu và người lao động. Sự suy yếu của đồng đô la cũng khiến ngân sách quốc phòng vốn dựa vào dòng vốn ổn định từ hệ thống petrodollar bị thu hẹp. Mỹ sẽ buộc phải cắt giảm chi tiêu quân sự, rút quân khỏi các khu vực chiến lược như Trung Đông và Thái Bình Dương. Điều này tạo ra khoảng trống quyền lực, cho phép các đối thủ như Trung Quốc và Nga mở rộng ảnh hưởng, làm suy yếu khả năng kiểm soát toàn cầu của Mỹ và khiến các đồng minh phải tìm kiếm đối tác mới để đảm bảo an ninh. Đến đây, nhiều người sẽ hỏi vì sao Mỹ không trừng phạt trước khi hệ thống đô la bị phá hủy. Thật bất ngờ là Mỹ không dám phản ứng quá mạnh như trước vì lo sợ sẽ đẩy các nước Trung Đông ngả hẳn về phía Nga. Mỹ cũng đã thúc đẩy việc tăng khai thác dầu đá phiến trong nước để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung từ Nga và giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu. Trên thực tế, nhiều quốc gia nhỏ đã từng bị Mỹ chi phối không còn ngoan ngoãn như xưa. Giờ đây, những quốc gia muốn bảo vệ lợi ích quốc gia của mình mà có thể gây ra sự giận dữ của Mỹ sẽ tìm kiếm sự bảo vệ từ khối BRICS. Nếu tìm thấy sự bảo trợ hiệu quả, họ sẵn sàng thực hiện các hành động thách thức Mỹ.
Đây cũng là lý do tại sao OPEC không tăng sản lượng dầu theo yêu cầu của Mỹ, bất chấp áp lực mạnh mẽ từ phương Tây. Hiện tại, Ả Rập Saudi đã gợi ý rằng họ có thể ngừng sử dụng đô la Mỹ để thanh toán dầu mỏ trong tương lai. Thái tử Bin Salman của nước này không chỉ đơn thuần tìm cách thoát khỏi petrodollar mà còn tìm cách mở rộng quan hệ với Nga và Trung Quốc. Một bước đi quan trọng khác là sự hợp tác giữa Trung Quốc và Ả Rập Saudi, nhà cung cấp dầu lớn nhất thế giới. Trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, hai nước đã ký thỏa thuận cho phép giao dịch dầu bằng nhân dân tệ thay vì đô la. Trung Quốc là một trong những quốc gia ít ỏi thực hiện các giao dịch dầu mỏ bằng đồng tiền của mình. Dù điều này vẫn chưa đủ sức làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống petrodollar, nhưng đây là một cú sốc lớn. Bên cạnh đó, để giảm bớt sự phụ thuộc vào đô la Mỹ, Nga yêu cầu các đối tác mua khí đốt thanh toán bằng đồng rúp. Trước đây, khoảng 90% các giao dịch xuất khẩu của Nga được thực hiện bằng đồng đô la và euro. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm đáng kể. Với đồng rúp, hiện chiếm khoảng 40% trong giao dịch xuất khẩu, đặc biệt là với Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác. Nga đã mở rộng giao dịch với châu Á và Trung Đông bằng những loại tiền tệ như nhân dân tệ, rupee và dirham, làm suy yếu vị thế của đô la trong thương mại khu vực. Thậm chí, ngay cả khi giao dịch với EU vẫn được tính định giá bằng euro, Nga yêu cầu thanh toán được chuyển đổi ngay lập tức sang rúp qua hệ thống ngân hàng nội địa. Đặc biệt, sự mở rộng của khối BRICS với sự gia nhập của các quốc gia xuất khẩu dầu lớn như Ả Rập Saudi, UAE và Iran đang là động thái mạnh mẽ nhất mở đường cho phi đô la hóa toàn cầu. Hai trong số những nhà cung cấp dầu lớn nhất thế giới này vào BRICS là một bước đi quan trọng để thúc đẩy phi đô la hóa. Động thái có thể làm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la trong thương mại dầu mỏ và ảnh hưởng đến việc Mỹ phát hành trái phiếu kho bạc. Đồng minh của Mỹ có phản ứng ra sao khi BRICS ngày càng lớn mạnh? Phương Tây đã triển khai nhiều chiến lược nhằm giảm bớt sức mạnh kinh tế của Nga, với trọng tâm là hạn chế dòng thu nhập từ xuất khẩu năng lượng. Lệnh áp trần giá dầu ở mức 60 đô la Mỹ một thùng do G7 và EU đặt ra được kỳ vọng là sẽ làm giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga, buộc Moscow phải bán dầu mỏ với giá thấp hơn cho các khách hàng như Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, những biện pháp này đã không đạt được hiệu quả như mong đợi, khiến phương Tây phải đối diện với những khó khăn mới cả về kinh tế lẫn chính trị. Nga không chỉ chấp nhận bán dầu với giá thấp hơn mà còn triển khai một chiến lược lâu dài, chuyển hướng xuất khẩu năng lượng sang châu Á. Trung Quốc và Ấn Độ nhanh chóng trở thành những đối tác quan trọng trong bối cảnh phương Tây hạn chế giao thương với Nga. Dù giá bán thấp hơn, dòng thu nhập này vẫn giúp Nga duy trì ngân sách quốc phòng và củng cố nền kinh tế trong giai đoạn bị trừng phạt. Điều này làm suy yếu đáng kể hiệu quả các lệnh cấm vận từ phương Tây. OPEC và các nước sản xuất dầu lớn cũng không đáp ứng được mong muốn của phương Tây về việc tăng sản lượng dầu để kéo giá xuống. Ả Rập Saudi và các nước OPEC lo ngại rằng việc tuân thủ yêu cầu này sẽ tạo ra một tiền lệ không mong muốn, mở đường cho các lệnh áp trần giá khác trong tương lai. Thực tế cho thấy các quốc gia này không chỉ từ chối yêu cầu của Mỹ và EU, mà còn tìm cách thắt chặt liên minh với Nga và Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích dài hạn của họ. Sự bất hợp tác này đã khiến phương Tây gặp khó khăn trong việc kiểm soát giá dầu và tăng thêm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Ngoài ra, Nga đã vượt qua các biện pháp trừng phạt về bảo hiểm vận tải của phương Tây. Với đội tàu bóng đêm, một mạng lưới tàu chở dầu không cần bảo hiểm quốc tế, Nga tiếp tục chuyển dầu đến các thị trường ngoài châu Âu. Điều này đã làm suy yếu vai trò độc quyền về bảo hiểm hàng hải của phương Tây, đồng thời cho thấy khả năng thích ứng cao của Moscow trước trở ngại. Không chỉ có mặt trong lĩnh vực năng lượng, Nga còn tăng cường ảnh hưởng tại Trung Đông, nơi Mỹ từng duy trì sự thống trị trong nhiều thập kỷ. Kể từ sau can thiệp quân sự vào Syria, Nga đã xây dựng mối quan hệ chiến lược với nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Ả Rập Saudi và Iran. Sự hiện diện mạnh mẽ này đã thách thức vai trò bảo vệ truyền thống của Mỹ tại Trung Đông, khiến nhiều quốc gia trong khu vực không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Washington. Với sự dịch chuyển quyền lực này, các nước Trung Đông đang tìm kiếm thêm lựa chọn ngoài Mỹ thông qua việc hợp tác với Nga và Trung Quốc. Động thái này giải thích vì sao các quốc gia OPEC không hoàn toàn phụ thuộc vào phương Tây và sẵn sàng liên kết với Nga để bảo vệ lợi ích kinh tế và chính trị của họ. Cuộc đối đầu năng lượng này cho thấy rõ rằng, trong khi phương Tây muốn kiểm soát giá dầu để làm suy yếu Nga, Nga đã thành công trong việc biến năng lượng thành vũ khí chiến lược, gây áp lực ngược lại phương Tây và buộc họ phải đối mặt với những thách thức nội bộ ngày càng lớn. Trong bối cảnh này, petrodollar không chỉ là một hệ thống tài chính mà còn là vũ khí địa chính trị. Nhưng BRICS, với chiến lược hợp tác đa phương và liên minh kinh tế mạnh mẽ, đang từng bước tạo ra một trật tự mới, nơi quyền lực không còn tập trung vào phương Tây. Liệu BRICS có đủ khả năng lật đổ vị thế của đồng đô la Mỹ? Đây là một câu hỏi sẽ được trả lời qua thời gian. Nếu bạn đã theo dõi đến đây, cảm ơn vì sự quan tâm và ủng hộ. Những thay đổi đang diễn ra trong BRICS không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính thế giới, mà còn có thể tạo ra một tương lai đa cực đầy biến động. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn. Bạn nghĩ BRICS có thể thành công trong việc thách thức hệ thống petrodollar và đồng đô la Mỹ không?
hãy để lại bình luận tôi đã xem đến cuối để mình biết bạn đồng hành cùng Ghiền Địa Lý trong video này. Đừng quên like và subscribe kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!